được thì anh em có thể là theo nhau thì anh ấy cũng nhớ nhiều lắm, mà có thể là nếu được thì thôi cứ 4-5 năm thôi. Anh định giả chú 1 triệu đấy, nhưng mà anh ấy chắc không được thì phải giả 2 năm. Thật sự là từ khi cây này về anh bảo là em đã xác định em không bán rồi, mà em đã nói với anh trước khi em đã nói với anh mấy lần là anh xuống bố em là chơi với gia đình em và em dẫn anh đi chơi với anh em, còn đâu cái giá là em đã nói em yêu kỳ, em yêu vô cùng, em không muốn bán. Thế cho nên là em muốn là nếu như anh Toàn để em nói, nếu như hôm nay anh lấy thì phải đúng cái giá 30 tỷ được thì em để cho anh, không thì thật sự là thôi anh em mình bỏ qua cái chuyện này, bởi vì thật sự em quá tiếc luôn, em buồn vô cùng luôn, nếu mà để nói cái này thì em nghĩ là như thế thì thôi anh ta như hoàng kiều dưới thì không trò nhá. Nhá em đã biết rồi, em nói thật sự là cây này của em coi như không có, bởi vì em rất là tâm huyết. Thế là không còn thôi chứ gì, bây giờ là nhé, có cả bác Quân có cả anh em đây, tôi như này, anh cũng rất muốn là sở hữu cái cây này, một thứ hai là cũng một phần nữa rất là muốn là để cho làng cây nó phát triển. Thì bây giờ anh nói là thì chú phải suy nghĩ lại một tí là thôi, chú cũng vì anh mà cũng vì làng cây, anh cũng cả đây anh nói hai vấn đề. Thứ nhất anh muốn mua cây này là vì anh, cái thứ hai là vì sự phát triển của làng cây. Thì chú mua thì anh biết rồi, giá thì công bố rồi, thì tất nhiên là lúc này lúc khác không khác, nhưng mà thôi anh nói một câu luôn, nếu mà chú suy nghĩ nếu mà không được thì để cho anh chuyển sang cây khác, ví dụ thế, chuyển sang thủ lâm hồng thạch hoặc cây khác, anh sẽ lấy luôn một cây. Hôm nay về đây anh sẽ lấy một cây muốn luôn nhìn thấy chứ. Bây giờ anh thì thôi, chú vì anh, vì làng cây đó, thì thôi anh nói với chú này nhá, tôi anh chốt một câu nữa, chú nghiên cứu mà theo anh thì chú nên ủng hộ anh đấy, ủng hộ làng cây, và như thế cũng là hợp lý trong thời điểm này. Chứ còn nói giá thì nó vô cùng, tôi bây giờ như này nhá, anh chốt luôn một câu đấy, chú đồng ý không thì chuyển sang bàn cây thủ lâm phải xem được không thì bàn cây sau đấy. Thì bây giờ này thôi 27 anh thôi, chú vì anh 27 chú vì anh, vì làm cây nữa các anh vâng, ông Toàn nói đó là vì cái câu làng cây thì chính cũng phải xem lại. Vì làng cây đúng rồi, nếu không vì nếu mà không có câu vì làng cây thì em đang được ông Toàn nói câu vì làng cây nhất chứ rất là nhất vì cái làng cây chính phải xem lại. Vâng, còn nếu mà nói giá thì nó vô cùng anh ạ. Đấy, thôi bây giờ ông này ông Toàn nói là câu vì làng cây mà cũng biết ông Toàn anh kiểu gì cũng phải mua cái này chứ anh đừng mua cái kịch khác. Anh mua cái này là đâu? Thế thì đấy, cây này phải pha chú ạ. Có độc như này. Xin chính thì sẽ ghi lại. Vì là cây, câu đấy là xin phép ý kiến của tất cả anh em trong cái cuộc đàm phán. Thì thực ra thì cũng có ý kiến với anh em này cũng rất là tâm đắc với cái tác phẩm, và nói chung là trong thị trường cây, đặc biệt nhất là trong làng cây của người Việt Nam, thì tác phẩm Tiên Lão Gióng Trần nó luôn đứng ở một cái vị trí rất là cao ở trong lòng người chơi, và nó đã nổi tiếng rất là lâu rồi, nó là hàng thương hiệu và đẳng cấp rồi. Bây giờ mà đặc biệt nhất mà nó lại về với gia đình của chú Toàn thì mới đúng là con chim quý ở lồng son đó, đúng là con chim quý về ở lồng son. Thế thì thực ra thì chú Chí biết là chú cũng rất là tâm đắc, rất là quý, và chú ấy biết rõ giá trị của cái sản phẩm. Tuy nhiên là thôi, chú Toàn cũng là người vô cùng là người đam mê, và đặc biệt nhất là theo ý kiến của chú Châu, tôi cũng nhất trí quan điểm của chú Châu là vì phong trào, vì cái đam mê của cá nhân chú, bên cạnh đó cũng là cái chú cũng đem một cái gọi là tinh thần
để ủng hộ làn cây, để khuấy động phong trào cũng như là để cho mọi người, mọi gia đình và mọi người đã và đang trong lĩnh vực cây cảnh biết rõ và hiểu rõ được cái giá trị của cái nghệ thuật cây cảnh của Việt Nam nói chung và đặc biệt nhất là của cái tác phẩm Tiên Lãng nói dần, Tiên Lãng nói dần nói riêng. Thế thì quan điểm tôi chia sẻ với bên A và bên B có một cái ý kiến là thôi thì chú Trí thì cũng xem xét. Thế và ở đây tôi muốn nói một điều, đây là chú Toàn cũng đã và đang thể hiện cái thiện chí, rất là thiện chí, không những là thiện chí đối với chú Trí, đối với tác phẩm và thiện chí đối với cả làng cây nữa. Thực ra thì tôi có ý kiến với hai chú thế này. Hôm nay là tôi cũng rất là vinh dự được tham dự. Em xin phép nói một câu nữa, nhưng mà thôi chú Trí mà không mấy nữa thì thôi. Thì thôi mình đành cái khác, tức là chú cũng chưa nể anh lắm mà cũng chưa nhân tình bá lắm. Thôi anh cộng thêm một tỉnh nữa, 28. Đúng rồi, tuyệt vời, 28 là mãi pháp rồi. Cây này nó sẽ trở thành một tác phẩm rất là vô giá trong tương lai, bởi vì nó đứng ở con số mãi pháp mà là tổng 10. Thì thôi chúc trước mắt là chúc mừng cá nhân hai chú, chúc mừng, xin rất là chúc mừng và đặc biệt nhất là chúc mừng anh em làng cây. Ta sẽ có một tác phẩm để đời, một cái tác phẩm gọi là rất là đặc biệt. Em đứng rất là tuyệt vời. Chúc mừng làng cây Việt Nam và đặc biệt nhất là chúc mừng chú Toàn là chủ sở hữu trong thời điểm hiện tại chú Toàn Đô Nga ở Việt Trì là người chủ sở hữu của tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin tất cả chúc mừng tất cả mọi người dân Việt Nam, tất cả mọi người trong nghệ nhân cây cảnh và làng cây Việt Nam, chúc mừng chú Toàn. Công bố giá trên quay này này. Đó. Giá giao dịch 28 tỷ. Giá giao dịch dưới sự chứng kiến của tất cả anh em ở đây, hai chú bắt tay nhau là 28 tỷ. Tiên Lão Giáng Trần đã thuộc về chú Toàn Đô La ở thành phố Việt Trì. Chúc mừng chú. Xin rất là vui, chúc mừng chú. Và đây là đến thanh toán bằng chuyển tài khoản. Rất là chúc mừng hai chú. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt, rất là đặc biệt đối với làng cây cảnh Việt Nam, là một ngày phải nói là rất đặc biệt, chưa muốn nói là trọng đại, một cuộc giao dịch lịch sử chưa từng có trong làng cây Việt Nam. Với sự chứng kiến của một số người có mặt tại buổi giao dịch hôm nay, người tham gia và dưới cây Việt Nam, chúc cho làng cây Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt nhất là chúc cho chú Toàn Đô La, người sở hữu Tiên Lão Giáng Trần bắt đầu từ thời điểm hiện tại, chúc chú cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Vì chú đã thổi một luồng gió mới, một không khí mới, sưởi ấm một tinh thần mới cho tất cả anh em nghệ nhân làng cây Việt Nam. Xin chúc mừng chú. Số tiền hiện nay đang giao dịch qua tài khoản, bởi vì là một số tiền không hề nhỏ. Biệt nhất là chúc mừng chủ sở hữu tác phẩm. Thôi, anh quay để phòng ra là gì?
Cây Việt Nam ngày càng phát triển, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thực sự ra nó rất vô cùng, những cái giá cây như thế này đều rất vô cùng, và không ai khẳng định được là giá, chưa khẳng định được giá thị trường. Còn tôi mua cây này cũng có thể có người này nói câu này nói câu khác với tôi không quan tâm, vấn đề là tôi mang được công việc và tôi làm được một công việc là cùng với làng cây để xây dựng làng cây phát triển lên, mong anh em trong làng cây đồng hành cùng với tôi và khẳng định được giá trị đích thực. Và từ hôm nay những anh em trong làng cây, những người làm làng nghề và có những cái cây và có những cái tác phẩm, bao nhiêu công sức không bao giờ phải bán rẻ nữa. Ta phải đưa cái làng cây của ta và đưa cái sản phẩm của ta về giá trị đích thực của làng cây. Đấy, cũng là, cũng xin chúc mừng và xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Chưa bao giờ